14,5 kg. Đây 14,5 kg nha. Tấn chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì sáng hôm nay Tấn cũng tiếp tục đi thăm bẫy rắn nữa cả nhà. Tấn thăm cái luồng mà luồng này 30 cái nha. Cái luồng này nó cũng ở ngoài Tây Nguyên nè. Thì hôm nay Tấn đi có mình một mình anh nè. Anh cần thì anh đang bận việc. Con cào cào sáng sớm nó đeo rồi nè. Không biết là cái điểm như thế nào nha. Anh cần thì hôm nay là anh bận việc nhà. Anh đang làm mấy cái lồng chuột để gặm chuột. Còn Tấn thì tranh thủ Tấn đi thăm mấy cái luồng bẫy của Tấn. Hôm qua thì Tấn thăm nó 30 cái. Thì nó dính cũng được 8 ký mấy. Nhưng mà không có nhất nha. Toàn là nhì không nha cả nhà. Thì hôm nay cũng trông là được nó như vậy. Thì cũng kiếm 1-2 con nhất. Thì Tấn vừa đến cái luồng bẫy của Tấn và đến cái bẫy đầu tiên của Tấn nè. Đây thì giới thiệu đồ nghề nha. Hôm qua thì Tấn cũng không có giới thiệu. Tấn đem 3 cái bẫy si cua và 30 con chuột nha. Hôm qua đem 25 con chuột là nó vừa niêm luôn. Ủa cái bẫy bữa đặt đâu ta? Ủa mới đặt nên không có nhớ nha cả nhà. Thăm hôm qua dính cái mắt mê vậy. Hôm nay thì cũng trong là nó được như vậy. Ủa mới đặt đâu ta? Mới đây quên số quân ngập vậy. Gai đầm rồi. Mới đây quên số quân này. Trong cái cục vườn này thì Tấn đặt 2 cái. Đây cái bẫy nè, thấy à. Trời ơi, chuột chết queo rồi. Chuột chết rồi cả nhà. Cái đầu tiên mà tiếc quá. Thôi để Tấn đặt cái bẫy khác vô nha. Đến cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ hai thì Tấn đặt đây nè. Cái đầu tiên nó chết chuột rồi. Ở nước lũ nó tràn quá trời, không biết cái bẫy coi có bị ngập nước không. Tấn đặt cái này Tấn nhớ nó cũng hơi thấp. Tình hình sao đây? Độ chắc ngập nước chết chuột rồi quá, không thấy gì hết trơn. Ồ, chuột chết co nữa, bị nước ngập cả nhà. Nè, nước ngập tiêu trơn. Thôi, để ra đặt lại cái khác đi. Bữa nay tình hình gì kỳ quá. Cái luồng này thấy kỳ quá nha. Hai cái chết chuột hết hai rồi cả nhà. Tấn đặt cái bẫy của Tấn ở trong chỗ cái góc đó đó. Đây cái luồng bẫy của Tấn là đặt hôm nay là dài theo cái đường này nè. Đi dài 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 qua đây nè. Nó tới cái cạnh bên đó. Còn cái cạnh bên đây thì anh cần anh đặt rồi. Bữa hổm là cái cạnh bên đây Tấn thăm với anh Cần à, dài lên cái hồ vậy đó đó. Là bữa đó hình như 8 ký mấy hay gì đó. Nhưng mà nó chết chuột hết một mớ nữa đó. Anh để là tới bữa nay là anh cũng vẫn chưa thăm nữa. Cái luồng đó anh đặt cũng 30 mấy cái đó. Để chiều chiều mát mát á, thì hai anh em đi thăm. Để cũng ra clip á. Anh kiếm cái clip quay cho cả nhà mình xem. Bẫy này thì Tấn đặt nó sơ sài lắm. Lấy đồ lắp lại. Ồ có phân nè. Hai cái rồi chết rồi, cái này phải dính chứ. À ha. Mặt hàng gì đây không thấy lú. Tấn lấy đồ Tấn đè lại nè. Con gì đây không, không thấy gì chứ vậy. Ủa con hành cho có chút ép vậy. Con hành mini có chút xíu à. Mới xanh hôm qua. Trời ơi. Dính cái mà dính vậy đó. Rồi để Tấn đặt lại cho bẫy khác nha. Cái luồng này không xong rồi cả nhà ơi. Tấn đặt Tấn thăm hồi nãy giờ đâu 5-6 cái vậy đó.
một cái ở đó thì ngay cái cây cao ngay gốc đó, đó dính gắn nhưng mà mất cái bẫy à. Tấn nhìn là phân á, con gắn nó ị rồi, nó có phân luôn nhưng mà mất cái bẫy. Cái luồng này không ổn rồi, nãy giờ chưa có con gắn nào coi được chứ, được có con gắn ba nữa, gắn nó gắn thả nữa. Tấn có đặt ở trong đây một cái nữa nè, tình hình thì thấy không im rồi, chắc cái luồng này bể đầu rồi. Đâu rồi, không có gắn nè cả nhà, cái luồng này không dính nè, cái này không dính nè, chết chuột cái gì rồi, chết chuột rồi. Để Tấn đặt lại cho bãi khác nha, không xong rồi đại dương ơi, lúa ở đây nó cũng chín rồi nè cả nhà, rõ rồi nè. Tốt sĩ, Tấn có đặt ngoài cái bờ mẫu này một cái nè, cái bờ bự nè, ở đây thì dài trong vườn nè, không có chỗ đặt. Tấn lủi đại, Tấn đặt đây một cái luôn nè, Tấn thăm nãy giờ 6-7 cái gì, 7-8 cái gì đó, dính được con gắn ba nhỏ xíu à. Bảy nè, rồi rồi chết quớt luôn rồi, không có phân phướng. Cái tình hình này là cái bọc lúa nó hết, còn chuột còn sống luôn rồi nè, bữa nay chắc mất mạng rồi. Oh, dính được con hành nhì, được rồi, vớt giác được rồi nè, có phân à. Thì nãy giờ dính con gắn kia, Tấn muốn bệnh vậy, mất cái bẫy, Tấn thấy nó ị cái lòng chuột nó ra một ngoài một bệt vậy. Rồi, để Tấn đặt lại cái bẫy khác, tranh thủ đi thăm ngày đây, hồi nắng lên á, mệt lắm. Loại bữa nay sắc bất sang ban này, Tấn có đặt ở đây trong này một cái nè. Nó dính con cuốn chiếu con gì rồi, chắc chết quốc, không có phân phướng gì trơn à. Rồi con chuột còn sống luôn, để tao cho nó bịt lúa đi, cái luồng này thấy kỳ quá rồi, kỳ không kỳ gì cũng phải đặt lại, thăm một hai cử nữa đi rồi tính. Tấn còn bên cái bụi chuối đó một cái nữa, bụi chuối đổ ngay cái góc nhà của người ta. Bữa nay tình hình là thấy không ổn rồi đó, qua lội không biết mệt, bữa nay lội mới 7-8 cái, 8-9 cái gì, mệt rồi cả nhà. Hồ dài gốc rồi nè, dạ trời ơi mắc cỡ, để Tấn vô đó Tấn thầm cái trong đó ngay cái góc nhà ta nha. Rồi con gì nó lôi bay ra ngoài luôn rồi. Ồ dính gắn nè, dính gắn nhì nữa nha, hành nhì nha. Con gì, con gà con gì nó bư bay cái bẫy ra ngoài luôn rồi nè, dính hành nhì được rồi, cũng im mà cũng có chiên lại phẩm rồi. Để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha, bư bay ra ngoài luôn mà hên cũng còn. Thăm cái này chắc cũng có cả 10 cái rồi đó cả nhà. Thấm mà thấm mệt rồi. Rồi chết quốc luôn, không thấy phân nữa. Trời ơi, dính thành ba. Để Tấn kiếm chỗ Tấn nghe. Tấn ngồi Tấn bắt gắn ra đi, tại vì hết bẫy rồi, ở đây thì không có chỗ trống nè, không có chỗ trống.
lội thở hết nổi rồi, không dính viết gì cả, đó luôn rồi đó cả nhà. Nó có đặt trong đây một cái nữa nè, mà không biết tình hình nó như thế nào. Để tấn thăm cái này rồi tấn kính chỗ tấn bắt gắn ra. Ồ, có phân nè, tấn thấy có phân nè, thấy được cái máy xuống quay nè, biết gắn bự nhỏ nè, ngay cái đầu hôm trắng trắng nè, ngay cái đầu ngón tay tấn nè, thấy không, mệt gì đâu ạ. Trời, dính còn hành hành nhì hành ba gì nữa nè, phân nè ha, hành nhì nữa rồi. Để tấn đặt cái máy đi và tấn bật gắn răng nữa luôn rồi đó nha. Bữa nay chắc luôn phải thắt rồi, trong cho nó dính một hai con bự đi đây nha, nó mới cứu lại nó cứu lại nổi nha. Đây này, chưa đây quay này lại cái nó có sáng hơn không. Dính gắn ra mà không biết bự nhỏ, nhưng mà đang thấy cái phân nó ị á, phân là có lông chuột luôn. Đó, còn chuyện bốn lạng chứ gì, kệ đi, thắt lần này ra. Nè, cái con mới dính nè. Luôn này tấn cũng thấy nó không được im lắm, giống giống ba rồi, ba hay nhì đó. Không có đoán được chính xác. Bị gà nó bư ra nè, chuột nó lôi ba cái lá chuối vô, gà nó bư bay ra ngoài, lôi ra ngoài luôn. Có những chỗ người ta thấy, người ta ta không phá, ta thấy người ta cũng không có bắt gắn nè, không có lấy bẫy để làm gì. Cái người không ăn gắn thì mình không nói, cái người ăn gắn thì thôi thua. Còn cũng mười mấy cái nữa, trong khúc sau cũng dính rồi, đã đỡ. Ê, ê, hồ con rắn này nó mập. Trời ơi, cái này mập hổ quá. Rắn này chắc cả 5 lạng á. Ra mà dính rắn cái này chết. Sao nó dính nhiều nhiều đó, đã đỡ hơn chút. Khúc sau thì tấn thấy nó không có im không, để cái luồng này cử sao thăm nó coi nó như thế nào rồi tính đó. Chung ra bạn con này gắn ba nữa rồi, hai gắn nhì, hai gắn ba. Kẻ đi luồng trúng luồng thấp chứ biết làm sao vậy, muốn trúng hoài thì nó cũng đâu có cây nào nó cũng trúng hoài được. Rồi để tấn vô mò rồi tấn đi thăm tiếp nha cả nhà. Bữa nay thì thôi rồi,
15, 16, 16, 17 cái gì đó cả nha. Rồi cái này không có phân nè. Ờ con hành bự nha. Nè. Không biết được nhất không nữa nè. Nè. Không biết được nhất không nữa. Tao đè cái cục đá lên nè. Ờ con này bự rồi, con này nhất cả ngày nè. Nhất cả. Ráng kiếm con hay con nữa đi cứu khổ cứu nạn coi. Nhất coi con này chắc đi coi coi con này 6-7 lạng gì ạ, hơn 6 lạng á. Ồ im im kiếm ăn được đây. Thất rồi, nãy giờ trong chờ kiếm gắn bự thôi thì sắp đặt lại cái bẫy nha. Lúa ở đây cũng chín hết, nó có đặt trong cái cục này một cái nè, đâu giờ cũng quên này, nhưng mà nó nằm ở trong cái cục này nè. Bữa bữa đặt đâu chặt kì vậy, ồ nó nằm lúc bên kia kìa, không dính dứt rồi sẵn luôn rồi. Ủa có bẫy đâu? Ồ đây. Ồ có phân nè. Ồ ồ. Ồ dính con hành kìa, thấy con hành nè. Đây phân nè. Con này được nhất nữa không? Bự quá nè, cái đầu bành tôn nè. Đầu con này 5 lạng mấy à. Con này chắc 5,5, 5,7 gì vậy. Thôi trời, tao đặt lên cho bài khác nha. Trồng cho nó dính khá khá đó nhà. Cái đoạn này hồi nãy giờ thăm 2-3 cái thì nó cũng dính 2 con rồi. 2 cái liền. Cái này cái thứ 3 nè. Đoạn này thì cũng rất là ngon nè, nhưng mà cái những cái bờ này rất là cao, không biết rắn nó có ở không à. Ta đặt chỗ cái miếng ton trắng trắng nó một cái nữa. Không có phân rồi. Ồ dính hành nữa kìa. Ồ con này nhất nữa cả nhà ơi. Trời ơi. Nè. Con này có 8 lạng á. Ha ha. Đoán giấy bành kia nè. Ồ gọn đã. Ồ vô coi nè. Con này bành kia cái đầu hết biết á. Đã cắn đặt cái bẫy khác nha. 3 cái rồi. 3 cái hình như là có thể là được 3 con nhất. Để cắn đặt cái này rồi cái tấn lợi đằng kia tấn thăm. Thăm cái kia nó có nó như thế nào. Nó chạy 2-3 con bự vậy là ngon rồi đó. Khỏe trong mình nè. Cái đoạn này thì gắn bự có nè. Còn cái đoạn đằng kia sao kỳ quá. Tấn thường là tấn đặt xong tấn thọt cái tay vô cái hôm nha. Coi nó có bị gài cái hôm không. Đôi khi nó gài cái hôm á, con rắn nó cũng không dám vô, nó nhát. Nó vô nhưng mà không có mạnh nha. Bỏ khỏe rồi đã dính hai ba con rắn bự liền là khỏe trong mình rồi đó cả nha. Bây giờ lỗi cày cày rồi nè. Hồi sớm đậu thăm mười mấy cái mà dính chừng 1,5 kg à. Hồi nãy giờ lại đây thì nó cũng chết chuột 1-2 cái gì đó, rồi chuột cũng còn. Đây nè, hồi nãy giờ tấn thăm chỗ cái nhà ton nè. Ngay cái đầu ngón tay, đây là ở đó khoảng chừng 200 mét à. Ngay góc đó, đằng góc đó một cái như con nhất. Rồi lại đây một con có thể cũng có thể là nhất nhưng mà cũng có thể là nhì. Rồi ngay đây, đằng ngay đây một con 8 lạng mấy nè. Còn lại đây. Lại đây ngay cái góc này nè, không biết như thế nào. Cái góc này là rất là ưng luôn á. Không biết tình hình ra sao. Có bảy bữa đặt đâu ta? Ờ à, đây đây. Ồ nó lật cái bảy luôn rồi. Cho nó lật cái bảy rồi. Ồ dính hành nữa nè. Trời hành gì hành ba gì vậy? Nó lật cái bảy tấn khánh tính đâu vô bạc rồi. Nè. Gắn ba rồi.
Rồi để Tấn bắt gắn nó luôn. Hết 7 xì cua rồi. Hơi chậm chút nha. Tại vì Tấn tháo cái chiếc cầm. Ở đây thì ruộng người ta có cái đường dẫn nước nè. Mấy cái ruộng trên thì người ta xả nước vô là mấy ruộng dưới có. Thấy rõ không nữa nè. Để Tấn ra ngoài này Tấn quay vô thử coi nó có sáng hơn. Ồ, sáng hơn. Để Tấn quay vô đi. Để cho nó lật cái ẩm dưới sông cái rồi ạ. Thấy không đang mê. Không thấy thì tiếc lắm. Nói chung là Tấn thì làm clip cho cả nhà mình xem. Hồ con này cỡ 8 lạng hơn á. Thì cả nhà mình xem thấy có hay á thì nhớ cho Tấn một like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Còn á thấy nếu mà không có hay á thì đừng có cho chỉ nó like xuống nha, tội nghiệp Tấn nha. Tấn cũng muốn làm á cho nó hay để quý vị á xem cho nó xem dễ lao thoải mái trong những giờ mình làm việc á, mệt nhọc hay là vất vả gì đó. Cái con này có thể là nhức nữa nè, có thể thôi nha, về nhà cân mới biết được. Đây để Tấn bắt cái hàng viết ra, 4 cái kiền dính chân trời ở đây vậy mà ngon hơn cái ở dưới kia thì Tấn. Ồ đây, con này hơn 8 lạng cả nhà. Con này hơn 8 lạng là xiên. Ồ gỗ đã. Nói chuyện khang tiếng luôn mà. Có hàng này nha. Em có hàng VIP rồi nha anh Trần. Sớm giờ mới có mấy cái bẫy đó nó dính có ít sệt à. Con này có thể nhất nè. Còn một con lột á thì chắc ăn con lột này là chắc ăn là nhất rồi. Con này nhất luôn coi, cho nó khỏe chúng mình coi. Con này nhất luôn rồi cả nhà. Cái bài bản nó bự quá. Ờ con này nhất, con này có 6 lần rưỡi á, 6 lần rưỡi, hơn 6 lần rưỡi nữa. Trời ơi, vậy là được 3 con nhất rồi đó. 3 con dính liền luôn nha. 3 con kề liền với nhau luôn. Trời nó móc. Im. Tấn tưởng đâu là bữa nay chết rồi. Đây con này nhất nữa nè. Thắt thì được gắn cố gắng này, cũng trong là cho nó dính bự nhiều. Hôm qua thì nó dính 8 ký mấy anh, không có con nhất nào hết trơn. Trốn cái đầu mất tiêu rồi. Con này sao nó đen xì lì vậy? Con này nó muốn lột quá. Con này cỡ gần 7 lạng này. 6 7 lạng sao là ngoài. Cậu được bạc nhất, 3 con dính kiền luôn. Ê bạn. Trong chờ có nhiêu đó đó bạn. Trời ơi nặng này nha. 3 con đó là cỡ 2 kg rồi đó. 4 cái bẫy này là hơn 2 kg à. Có nặng rồi đó. Còn con này gắn 2 gắn 3 gì á. Tấn thấy cái này thì Tấn thấy nó lật cái bẫy, nghiêng cái bẫy á. Tấn tính đâu là vô hàng khủng rồi. Ai ngờ. Ok thì có hơn không thì đỡ hơn mấy. Ê. Con này nhì luôn rồi cả nhà.
nhì không, trời nó ị. Đây quá tuyệt vời, thứ gì chịu nổi hả. Cũng nhờ cái đầu đằng này chứ cái đầu đằng kia thì nó chết quớt rồi. Ai kêu vậy trời, tán phá đây tán có quen ai đâu. Anh cần thì ở nhà anh làm công chuyện. Hôm nay thì tấn đi của mình nên nè, chắc cỡ 3 ký ngoài rồi đó. Trong khúc sau còn 5-6 cái, 6-7 cái gì đó. Cho nó dính khá khá nữa nha cả nhà. Dính về về với cái này đi, có ký chút cho nó có chi phí tấn về, đi về thì nó khỏe hơn. Rồi thì tấn tạm dừng clip nha, tấn đi thăm tiếp. Tấn có đặt trong cái cục này cái nè cả nhà. Tấn đoán là sẽ có một con gắn bự nha. Thì nó ở trong cái đường cống này chắc ăn là nó không có ra ngoài được rồi đó, nhưng mà có thể là cái con gắn ở ngoài á. Nó ở đây lâu năm. Đây là cái cục này nó không có lớn, nhưng Tấn nhìn rất là ngon. Đoán thôi nha, theo cái bản năng thôi nghe, chứ không phải là theo cái bản năng của Tấn đoán thôi, chứ cái cục này Tấn thấy là rất là ngon nè. Tấn đặt ở đây nè. Ấy đụt. Ôi tôi ngã cái vỏ. Nhà cũng thông cảm nha. Quay thì nó cũng hơi nhanh, không hơi chóng mặt. Rồi không thấy gì trơn luôn, không có phân. Ủa nặng nặng. Ủa tao thấy dính còn hành nữa, cái bản dãy cũng bự lắm nè. Ủa còn này nhất nữa nè cả nhà. Con hành này nhất nữa rồi. Nè. Cái này là cái đoạn khúc đuôi mà nó bơi lớn vậy nè. Ở trong cái bản dãy bự lắm. Để tăng thọt cho nó bò đi coi. Nó quay cái khúc bự lại. Trời ơi cái đầu. Cái đầu bành to kìa. Tấn thấy cái đầu nó ế bung rồi. Nè cái đầu nó nè. Ôi coi nè. Con này chắc cỡ 7 lạng. Tấn thọt cho nó chạy vòng vòng cái khúc bự. Ôi vô cái đầu coi nè. Cái đầu bành to ạ. Nè đây đây khúc bự đây. Con này chắc cỡ 7 lạng. 7 lạng 7 lạng hơn nha. Thôi để Tấn đặt cho bẫy khác nha. Ngồi nói hoài nó cũng còn nhiều đó. Tranh thủ cho nó xong. Đồ kiếm chuột ngon ngon đẹp 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 trời, vô làm con nữa coi. Đây chuột bự. Rồi để Tấn đặt lại nha. Cái này còn hai cái nữa hả cả nhà. Tấn đặt trong đây nè. Đặt theo cái bờ kinh này. Mà giờ cũng không nhớ chỗ nào luôn nữa. Có bẻ làm dấu đây nè. Đây. Trời có phân nè. Có hàng nè. Cái này còn hai cái nữa. Hàng gì đây? Còn hành. Hành nhì nữa nè. Một em hành nhì nữa nè. Để Tấn bắt gắn ra luôn đây. Bữa nay đi có sách có mấy ký á. Sớm giờ chừng 5 ký à. Mà còn thở như vậy. Nhìn nhiều hết. Không biết làm sao. Sách nổi à. Tấn nói thì nói vậy thôi nha. Anh chị mình xem à. Thông cảm nha. Chữ Tấn tội nghiệp. Trời ơi, dính nhiều cũng mừng lắm nha. Thầm ai không muốn dính nhiều. Có phút đầu quá sao nó chết quá vậy biết.
chút sao nè. Ngon quá ngon. 5 cái kiền á. 4 cái chứ. 4 cái dính gắn nhất kiền luôn. 5 cái nó có một cái sọt con gắn nhì à. Cử sao có thể là tấn chạy mới 7 kia lên đây. Con nhì nha. Ê. Con này chừng 3 lạng rưỡi à. Tấn xong là tranh thủ qua chiều. Chiều tấn đi xuống mới 7 nữa. Còn năm mấy cái 7 á. Cử rồi à. Còn 40 tấn có tấn đem lên mười mấy cái nữa. 16 cái nữa. Hôm qua giờ thăm á, luồng nào nó cũng có mất một cái chứ. Hồi nãy đằng kia mất một cái à, là chắc bị người ta lấy bẫy dính gắn. Ồ, con này cả 7 lạng. Con này nó hơi ốm. Con này mà mập chắc cả 8 lạng xiên luôn dài sọc à. Trời ơi tị. Gắn này nó mập là nó cả 8 lạng. Gắn này gắn đực cả nhà. Vậy là còn một con gắn cái. Trời trời nó mạnh. Bốn con nhất quá đã. Thứ gì chịu nổi. Cái luồng hôm qua không có con nhất nào hết. Kiếm chỗ không đặt vô cái khu này nha. Hai cái này nữa đây. Tính sao tấn cũng mới đặt là kia một cái dặm thêm mà dặm vô cái đoạn mà nó dính gắn bự nhiều đó. Coi nó xui xui coi nó còn con nào sót sót không. Con này gắn ba rồi. Dính nó dính nhiều quá cái nói chuyện nghe mệt quá ha cả nhà. Cả nhà thì cũng thông cảm nha. Tại dính nhiều quá mừng đó cả nhà. Hai cái nữa. Cái này nó cũng cỡ 5-6 ký vậy đó. Cái cột lại trước cái cho chắc cỡ 5 ký ngoài à. Còn hành không à. Thôi để tấn vô chuột nha. Tấn còn hai cái nữa tấn đi thăm với tấn đặt chim. Còn trong cái góc giường này một cái nữa nè cả nhà. Là cái cuối cùng mà ăn vào bộ nãy giờ mệt quá quải quá rồi. Mấy bẫy xì cua tấn đặt hết luôn rồi nè. Cái đoạn đầu thì nó không chạy, cái đoạn sau thì nó chạy khá là im. Còn cái này thì bữa hổm về còn cái nhét đãi đây luôn, không biết tình hình sao. Ồ, có phần là tấn thấy đĩa bay ra ngoài luôn nè. Trời ơi, nằm con hành nhì thấy rõ ràng luôn rồi. À, ha. Hành nhì con này chắc có 4 lạng. Bây giờ ở đây không có cái chỗ ghim cái máy rồi. Thôi để tấn bắt gắn ra rồi tấn đặt lại tranh thủ đi về. Cũng chưa rồi. Lội mệt quá rồi cả nhà. Tấn bắt gắn ra tấn mà không có quay nha. Không có chỗ cầm máy. Tấn lộ bộ dìa xe xa quá xa. Anh cần thì anh không có rước tấn được. Tại vì anh ở nhà anh đang kiểm chuột. Anh cần chuột anh lấy chuột. Hồi nãy giờ tấn ở trong hi trong đó đó. Để tấn dùm lại. Tấn quay bằng cái điện thoại nha. Đây là ngay cái cục xanh xanh chỗ cái đường mòn đi vô nè. Ngay đây nè. Nãy lội chân nãy giờ chắc cũng cả 500 mét rồi đó. Thở quá. Đi cũng không nổi vậy. Bây giờ đi ra tới cái cục giường ngoài đó đó. Chắc cũng cỡ cây số nữa. Rồi mới lội qua đó. Từ đây qua tới cái chỗ của mình đó chắc cũng cỡ cây ngữ số à. Lội sắt bắt sang băng. Anh cần thì anh bận việc nên anh không có rước tấn được. Mệt quá. À luồng 7 của tấn đặt từ nó đó. Dài dài tới chỗ cái chân núi đó đó. Nhưng mà hơi xích ở ngoài, không có vô chân núi nha.
dài dài qua đây nè. Đó. Trời thì chị ống chuyển mưa ui ui vậy chứ. Chứ phải nãy giờ nắng á. Đi tấn đi chắc không nổi đâu. Quẩy trên lưng 5-6 kg. Rồi lội kiểu này. Thôi để về nhà thì tấn quay thành quả sau nha. Quay cái kết đi chứ còn bây giờ cái bẫy sau thì tấn kiếm không gặp, cái bẫy nó mất tiêu luôn rồi. Bữa có làm dấu nhưng mà ta cắt cỏ. Cắt cỏ mất dấu luôn rồi. Rồi thì tấn cũng vừa về tới nhà nè cả nhà. Đây. Nhiều đây chắc cũng được cỡ 5 kg ngoài, 5-6 kg gì đó. Ôi rồi, có cả 4 con cắn nhất nha. Thì tấn gà tấn lấy cái kia nữa, hai cái cân luôn rồi, để lên cây. Tổng trọng lượng 60 cái bẫy còn được bao nhiêu nha. Đây nè, bây giờ trở thành đại gia chuột rồi nè. Mới lấy mấy chục ký chuột. Đây cái bịch gắn hôm qua nè. Nhà tăng cần hai cái luôn có được hết luôn là được bao nhiêu. Cái cần nó nặng. Bữa nay thì hữu hành không à, không có hũ ngựa. Mười 14,5 kg. Đây 14,5 kg nha. 60 cái bẫy. Vậy có đạt không à, mấy sư huynh? Hôm qua thì nó không có nhất. Hôm nay thì được 4 con nhất. Để tăng cân thử coi mình ăn của nó được bao nhiêu. Đây là gần 6 kg. Ấy, gớt. 5 kg 8 à. 5 kg 8. Đây còn được mấy con chuột nè. Tại vì cái đoạn đầu á, mười mấy cái đầu á thì nó dính có mấy con à. Mấy mười mấy cái đầu thì nó dính khá này cũng đỡ. Rồi, thành quả hôm nay là gần 6 kg nha cả nhà. Rồi, anh cũng xin tạm dừng clip luôn nha. Cái clip thì nó cũng hơi là khá là dài rồi. Thì để tranh thủ á, tấn ăn uống rồi nghỉ ngơi, rồi chiều tấn đi thăm chiều mai gì đó tấn đi thăm chứ, hoặc rồi tấn còn một mớ bẫy nữa, tấn đi xuống bẫy nữa, xuống hai luồng nữa nha. Rồi tấn tạm dừng clip luôn.